Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hòa biết rằng anh chị và các bạn đang rất là lăn tăn khi lựa chọn một công ty cho vay ngân hàng để thực hiện đầu tư cho mình. Tiêu chí để chọn là như thế nào? Cách thức để đánh giá và lựa chọn một công ty cho vay ngân hàng là như thế nào? Anh chị sẽ cần có những cái gợi ý để giúp anh chị có một lựa chọn sáng suốt nhất trước khi đầu tư. Hôm nay Hòa sẽ giúp cho anh chị 6 cái gợi ý để anh chị và các bạn có thể lựa chọn cho mình một công ty cho vay ngang hàng an toàn và minh bạch khi tham gia đầu tư lĩnh vực đầy rủi ro này, anh chị các bạn nhé. Xin mời anh chị và các bạn hãy vào chi tiết video của Hòa để chia sẻ 6 cái gợi ý lựa chọn một công ty cho vay ngang hàng tốt nhất dành cho anh chị và các bạn. Xin mời anh chị và các bạn nhé. Gợi ý đầu tiên mà Hòa muốn chia sẻ với anh chị và các bạn, và đây là một trong những tiêu chí đầu tiên Hòa đưa ra, đó chính là công ty cho vay ngân hàng làm thật và ăn thật. Tức là như thế nào? Họ phải là công ty mà kết nối nhà đầu tư với người vay thật, và họ kiếm lời từ cái phí dịch vụ đó để họ ăn thật, chứ không phải họ lấy tiền của chúng ta, của nhà đầu tư để đi làm sai mục đích, làm kinh doanh bất hợp pháp hoặc kinh doanh những lĩnh vực đầy rủi ro mà không đúng như cái họ cam kết. Vậy thì làm như thế nào để mà lựa chọn được một công ty làm thật ăn thật? Câu chuyện ở đây chính là xác định được người vay thật, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm như thế nào để xác định được người vay thật ở đây? Cái quan trọng là người vay đây là thật, đúng không anh chị và các bạn? Thứ nhất là gì? Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới người vay thật. Phải có thật, phải chuyển thật, đúng không ạ? Thậm chí là mình bấm chuyển khoản thật tới tài khoản của người vay, thế mình chứng minh được là người vay vay của mình, đúng không nào? Đó. Thì nếu mà được như thế này là tốt nhất, đúng không? Thứ hai là gì? Phải có hồ sơ vay minh bạch, công khai. Tức là gì? Công ty cho vay ngân hàng họ phải public toàn bộ cái hồ sơ vay của khách hàng lên. Đấy. Từ hồ sơ nhân thân, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn, hồ sơ tài sản đảm bảo. Đó, thì hồ sơ chứng minh thu nhập, tất cả những cái hồ sơ đó public, chia sẻ cho nhà đầu tư cho vay. Như vậy thì mới chứng minh được là khách hàng vay thì là thật, đúng không nào? Họ có đi vay thì họ phải cung cấp hồ sơ, thì đó mới là khách hàng thật. Tiếp theo, ký hợp đồng vay online, đúng không ạ? Nếu mà nhà đầu tư ký hợp đồng vay trực tiếp với công ty cho vay ngân hàng là tốt nhất. Nhưng thông thường hiện tại bây giờ đang hầu hết là ủy quyền cho công ty cho vay ngân hàng ký. Đó, đang ủy quyền cho công ty cho vay ngân hàng ký. Thực ra vấn đề đó cũng không sao, nhưng phải có xác nhận, xác nhận của người vay, phải có xác nhận của người vay, thông báo qua email hoặc là OTP cho người vay xác nhận của chúng ta, hoặc là nhà đầu tư có thể check được các thông tin của người vay. Cụ thể, nếu mà nhà đầu tư mong muốn check, đối với những khoản tiền lớn ấy, mình nghĩ là phải check, gặp mặt trực tiếp trao đổi với cả giám đốc của công ty mà vay
đúng không nào, cái doanh nghiệp và vay ấy chứ không phải là công ty cho vay hàng bạn nhá. Đó thì cần phải có được cái này thì mình mới xác định được là họ vay thật đúng không nào. Tiếp theo nữa là gì, có một đơn vị thứ ba đứng ra xác minh cho cái khách hàng vay này thật hay không, chính là bảo hiểm. Bảo hiểm sẽ gồm có hai loại, chính là bảo hiểm về tử kỳ hay là bảo hiểm về khoản vay. Đấy, các bạn phải phân biệt rõ hai cái loại bảo hiểm này. Thường là các doanh nghiệp ấy thì họ hay chỉ mua các cái bảo hiểm cho giám đốc thôi, nhưng cái bảo hiểm mà tử vong ấy. Đấy. Còn cái quan trọng đây là bảo hiểm khoản vay, tức là khách hàng chậm thanh toán, họ vẫn sống nhưng họ chậm thanh toán ấy, thì ai sẽ là người đứng ra trả nợ, chính là công ty bảo hiểm. Thì công ty bảo hiểm họ phải gánh chịu cái trách nhiệm này, thì họ phải xác định được khách hàng vay này là thật thì họ mới ra cho chúng ta một cái gọi là xác nhận bảo hiểm hay là cái giấy chứng nhận bảo hiểm. Đấy thì cái đó mới đảm bảo cho chúng ta là công ty cho vay ngân hàng này làm thật ăn thật. Anh chị các bạn nhé, hãy check các cái thông tin như thế này thật kỹ giúp Hòa. Gợi ý thứ hai mà Hòa muốn chia sẻ với anh chị các bạn đó chính là xác định được cái ông chủ ấy của công ty cho vay ngân hàng này là ai. Phải xác định rõ được ông chủ của công ty cho vay ngân hàng này, kinh nghiệm của ông chủ tịch hay ông giám đốc của công ty cho vay ngân hàng, uy tín của ông chủ tịch hay ông giám đốc đó, kinh nghiệm này rồi uy tín này trong những cái lĩnh vực ngành nghề, ví dụ như lĩnh vực banh đúng không ạ, rồi lĩnh vực công nghệ đúng không ạ, rồi những cái thông tin chia sẻ trên mạng xã hội ạ, rồi qua bạn bè, mình phải check người ta có tử tế hay không và người ta có làm minh bạch hay không, người ta có xây dựng cái mô hình kinh doanh này thật hay không để mà tạo ra những cái giá trị cho xã hội hay không. Vì bản chất là gì, họ xây dựng mô hình này để phục vụ cho nhu cầu của người vay cũng như nhà đầu tư mà, nên nếu họ làm thật thì mình nghĩ rằng đó cũng là một cái value rất là tốt cho cộng đồng, cho xã hội đúng không ạ. Thế thì phải xác định rõ được những cái yếu tố này đó. Tiếp theo Hòa sẽ có một cái gợi ý số 3 dành cho anh chị các bạn, đó chính là các cổ đông của công ty cho vay ngân hàng này là ai. Xác định rõ các cổ đông là ai, cổ đông cá nhân, cổ đông tổ chức đúng không ạ, xác định họ là ai, họ có uy tín, có năng lực, có kinh nghiệm ở trên thị trường hay không, họ bỏ bao nhiêu vốn vào, vốn là bao nhiêu. Cổ đông tổ chức cũng thế, họ là ai, họ là tổ chức, họ là quỹ đầu tư hay họ là ngân hàng vân vân, họ bỏ bao nhiêu tiền vào đây đó. Thì dựa trên cái thông tin này thì các bạn và anh chị cũng sẽ xác định được rằng là công ty này có uy tín, có làm ăn thật hay không dựa trên cổ đông của họ, vì họ làm việc với các cổ đông người ta thẩm định các cái công ty cho vay ngân hàng này thì họ mới đánh giá được mô hình tốt, hiệu quả thì họ mới tham gia, họ đầu tư đúng không anh chị các bạn. Cái quan trọng đây là cái cổ đông tổ chức, ví dụ như mình nghĩ là các quỹ đầu tư đấy mà họ join vào thì họ lại đánh giá được là cái mô hình này có triển vọng, có khả năng thành công, thì cái hiệu quả của cái công ty này sẽ tốt hơn so với việc là không có quỹ tham gia
Đó. Thế thì đó chính là cách để mà chúng ta tận dụng cái chất xám của ông quỹ này, ông Joy, và ông kiểm tra, ông đánh giá chúng ta. Vì thông thường thì thực sự các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ như mình đây thì làm sao mà mình Joy vào để đánh giá được. Các công ty này họ không public đâu, họ không public các thông tin đấy thì làm sao mà Joy được, đúng không ạ? Thì có được những cái thông tin này thì cũng là một trong những cái value, cái giá trị để mà chúng ta quyết định tham gia đầu tư cho vay ngang hàng. Nếu bạn muốn biết được uy tín của người bạn sắp kết giao thì hãy tìm hiểu những người mà bạn của bạn đang kết giao, đúng không nào? Đây chính là những cái kinh nghiệm từ ông cha ta để lại. Hãy xác định được đối tác của công ty cho vay ngang hàng, họ đang làm việc với ai, họ đang làm việc với ai, đúng không? Họ đang làm việc với ai thì chúng ta cũng xác định được cái uy tín của công ty cho vay ngang hàng đó. Hoặc ví dụ như này, ví dụ như họ làm việc với một bank nào đó, đúng không ạ? Họ làm việc với một công ty thanh toán nào đó, họ làm việc với một công ty bảo hiểm nào đó, thì đấy chính là những cái căn cứ để chứng minh cho cái việc là uy tín của họ để làm việc được với những cái tổ chức lớn, pháp lý, có pháp lý và có năng lực ở trên thị trường như này. Và bản thân Hòa ngày xưa thì khi mình làm ở ngân hàng, mình đi lựa chọn các cái chủ đầu tư thì mình cũng phải dựa trên một số các cái tiêu chí như này, tức là các cái đối tác của mình họ đang làm việc với ai đó, và mình check, thậm chí mình check cả các cái đối tác này đó, xem là công ty này họ làm ăn có được hay không, đúng không ạ, có uy tín hay không, có vấn đề gì hay không, thì mình check được các đối tác này. Thì đó cũng là một trong những cái tiêu chí để mà anh chị và các bạn lọc ra công ty cho vay ngang hàng tốt cho mình, anh chị và các nha. Tiếp theo, Hòa sẽ đưa ra một gợi ý số 5 dành cho anh chị các bạn, đó chính là kinh nghiệm của công ty cho vay ngang hàng này ở trên thị trường, họ hoạt động được bao nhiêu năm rồi, đúng không ạ? 1 năm, 2 năm hay là 3 năm đó, họ hoạt động càng lâu chứng tỏ rằng cái kinh nghiệm của họ cũng khá là tốt hơn so với các công ty mới, đúng không ạ? Thứ hai là gì, xem cái đánh giá của người dùng ấy. Anh chị và các bạn có thể vào trên cái ứng dụng Apple Store hay Google Play ấy, check người dùng họ đánh giá ở đấy, ứng dụng đấy có ok hay không, có vấn đề gì hay không. Tiếp theo là check ở các cái trang website uy tín hay các blogger uy tín đó, ví dụ có thể xem ở trên blogger của Hoàng tiền của tôi.vn anh chị các bạn nhá, có một số đánh giá, hoặc là trên trang lender.vn Hoàng cũng có đánh giá với các công ty cho vay ngang hàng khi mà mình trải nghiệm, mình đầu tư anh chị các bạn nhá. Tiếp theo là gì, hãy xem cái tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu của các công ty cho vay ngang hàng này là bao nhiêu, các công ty họ không public hoặc họ có public nhưng có chính xác hay không, đó là điều rất khó. Tuy nhiên hãy check ở trên cộng đồng Facebook đó. Hòa có một cái group cộng đồng Facebook, cộng đồng nhà đầu tư cho vay ngang hàng, thỉnh thoảng mình vẫn check là mình chọn lọc à, công ty A, công ty B, công ty C thì tỷ lệ nợ xấu của từng người là bao nhiêu. Bạn đầu tư 100 triệu thì bạn có nợ xấu là bao nhiêu, ví dụ 20 triệu thì tương đương với là 20%, một cá nhân 20%, 10 cá nhân cũng 20%, 100 cá nhân 20% đó, thì mình suy ra được luôn cái tỷ lệ đó. Tuy nhiên nó mang tính tương đối thôi, nhưng số lượng càng lớn thì sẽ càng chính xác anh chị các bạn nhé. Đó chính là một trong những tiêu chí rất là quan trọng khi mà mình đánh giá và lựa chọn công ty cho vay ngang hàng. Đây là một tiêu chí cuối cùng mà Hòa muốn chia sẻ với anh chị và các bạn, đó chính là đánh giá về năng lực tài chính của công ty cho vay ngang hàng.
ở các yếu tố là quy mô vốn và thứ hai là hiệu quả hoạt động. Ở cái quy mô vốn này thì nó cũng khá dễ vì trên đăng ký kinh doanh nó cũng có rồi. Tuy nhiên đăng ký kinh doanh thì có thực sự chính xác hay không, đúng không ạ? Thì nó cũng là một cái cần phải xác thực. Tuy nhiên về hiệu quả hoạt động này, thì chúng ta sẽ check dựa trên báo cáo tài chính, đúng không ạ? Đó, thông thường nhất báo cáo tài chính. Nhưng hiện tại các công ty này chưa có báo cáo tài chính hoặc có nhưng không public cho khách hàng. Đó, thì không public được thì làm sao mà chúng ta có thể check được, đúng không ạ? Không check được. Vì vậy mà cái tiêu chí này Hòa vẫn để ngỏ ở mục số 6, nó sẽ giống như hiện chúng ta đánh giá một doanh nghiệp thôi, xác định xem các thông tin báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thông thường để chúng ta đánh giá về mặt hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp này, đúng không nào? Sau này thì khi mà cái mô hình này được cụ thể được mà pháp luật có những cái hành lang pháp lý rõ ràng, có thể là các công ty hoạt động mạnh hơn, rồi họ sẽ được minh bạch, họ được public hơn, thì các cái thông tin như thế này thì sẽ được public cho nhà đầu tư để mà chúng ta xem xét để đánh giá đầu tư nó được an toàn nhất khi mà chúng ta lựa chọn các công ty cho vay ngân hàng. Như vậy là Hòa đã chia sẻ với anh chị và các bạn 6 cái gợi ý để anh chị và các bạn lựa chọn một công ty cho vay ngân hàng trước khi thực hiện đầu tư. Hòa có rất nhiều các cái video khác về cho vay ngân hàng để anh chị và các bạn có thể hiểu để tiếp tục chọn một cái khoản vay đầu tư cho vay ngân hàng như thế nào, đúng không ạ? Tuy nhiên, để xem được các video tiếp theo, anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được cái thông báo mà Hòa sẽ đăng video tiếp theo. Và đừng quên dành tặng cho Hòa một cái like để lan tỏa những cái thông điệp này tới rất nhiều các nhà đầu tư trên cộng đồng YouTuber hay Facebook v.v. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn nhé.